Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng, ông là ai? Giới xã hội dân sự đang xôn xao trước cuốn sách do nhà báo tự do nhà văn Phạm Thanh, chủ trang blog Ba Đầm Xòe, tự in, tự phát hành tại Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo? Ông Phạm Thanh, người từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, được cộng đồng mạng biết đến qua một loạt bài phản biện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuống hố cả lũ và cuốn tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa. Ông từng công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và từng bị công an mời làm việc nhiều lần vì các bài viết của ông trên mạng xã hội. Cuốn sách chính luận của ông Phạm Thanh về ông Nguyễn Phú Trọng được phát hành trong bối cảnh diễn ra các cuộc đấu đá tranh giành ghế, rò rỉ đơn từ tố cáo lẫn nhau khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13. Hôm 15 tháng 9, trả lời Nhật báo Người Việt qua email, ông Phạm Thanh nói: "Tôi không hề có ý nghĩ chọn thời điểm để xuất bản tập sách này. Do từ đầu năm 2019, khi thấy nhiều người bị mất tài khoản Facebook, tôi sợ Facebook của mình cũng bị sập, nên tôi quyết định tải các bài viết trên trang cá nhân từ năm 2014 về. Khi soạn lại các bài, tôi nhận ra mình đã viết tới gần 1.000 bài, trong đó có gần 100 bài về ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ rằng với số lượng bài như vậy cùng các comment tiêu biểu đủ để tôi có thể in riêng một cuốn sách dày dặn về ông Nguyễn Phú Trọng. Thế là tôi tập hợp chúng lại và chọn ra 81 bài cùng khoảng 10 comment thành một tập sách dày dặn, rồi tự đem đến các cửa hàng photocopy để in thành sách. Lẽ ra sách có thể phát hành vào tháng 6 năm 2019 cùng với sách của nhiều tác giả với nhan đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong tình cảm của bạn bè trong nước và quốc tế, nhưng do áp lực của công an đối với các cửa hiệu photocopy mà tôi không thể in ra được, phải loay hoay mất tới 2 tháng mới có nơi dám in, và cuốn sách chính thức phát hành từ ngày 10 tháng 9, ông Phạm Thanh chia sẻ với phóng viên. Tác giả cũng đưa nhận định về người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, là người nhu mì, nhát gan, thích yên phận, thuộc dạng người kém hiểu biết, bảo thủ, nhưng được tàu cộng yểm trợ cho nên nắm được quyền lực, có nhiệm vụ xóa sổ dân tộc Việt Nam, nhập nước Việt Nam vào với Trung Cộng. Ông Trọng thực chất đã là một Việt gian cho tàu cộng. Tàu cộng bảo gì, bảo làm gì, làm y như thế, ông Trọng cứ thế mà làm theo. Tính từ năm 2006, thời điểm ông này giữ chức Chủ tịch Quốc hội, đến khi thành Tổng Bí thư Chủ tịch nước, ông này chưa từng một lần mở mồm ra phê phán tàu cộng xâm lược đất liền, biển đảo, giết người, cướp của, phá hoại tài sản của người dân và ngư dân. Chưa từng một lần mở mồm ra tỏ ý thương xót đồng bào bị tàu cộng giết hại, cướp của, phá hoại tài sản, ông Phạm Thanh nói. Không những không phê phán, không ngậm ngùi, không thương xót, ông Trọng luôn lựa mọi cơ hội để biện minh cho hành động xâm lược, giết người của tàu cộng. Với hai tay nắm đảng và nhà nước, đạt mức quyền lực hoàn hảo, ông điều khiển con thuyền Việt Nam bất luận sóng gió kiểu gì cũng phải cập bến Trung Nam Hải, ông Phạm Thanh cảnh báo. Ngoài ra, tác giả cuốn Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo nói thêm: "Tôi muốn cuốn sách này in ở trong nước chứ không ở nước ngoài, dù rằng tôi đã có 4 đầu sách in ở bên Mỹ, vì rằng đối tượng cần được khai trí là người Việt Nam ở trong nước chứ không phải là người Việt ở nước ngoài. Thực tế ở trong nước còn có quá nhiều người Việt Nam vẫn tin ông Nguyễn Phú Trọng là sĩ phu Bắc Hà hay là người thay trời hành đạo, tức Thế Thiên Hành Đạo, là người thích dân chủ, muốn thoát chung theo Mỹ, phương Tây, và cũng còn quá nhiều người vẫn một lòng tin rằng còn đảng, còn mình và còn tiền. Rõ ràng in sách ở trong nước tác dụng khai trí cao gấp nhiều lần khi in ở nước ngoài. Tất nhiên, tác giả cũng như người thân trong gia đình cũng phải chấp nhận sự nguy hiểm đến bản thân cao hơn gấp ngàn lần khi in ở nước ngoài. Nhưng vì một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên đồng nghĩa với việc đấu tranh để giải thể cộng sản cầm quyền, tôi và gia đình mình đánh
chấp nhận tất cả, kể cả phải tù đầy, thủ tiêu hay bị cộng sản kết tội. Nhà báo Phạm Văn Thành nói với phóng viên: từ lâu người ta nói ông Nguyễn Phú Trọng là lú và đặt cho ông biệt danh Trọng Lú. Thật tình tôi chẳng bao giờ tin như vậy, cho rằng vì ác ý, vì muốn hạ bệ uy tín thanh danh của một cá nhân đang giữ chức vị rất là quan trọng của một đất nước mà sự cai trị quản lý chẳng được hài lòng nên đã cố tình dè bỉu, khinh thị, chê bai. Vì ông nấc thang danh vọng không phải bình thường, từ bí thư thành ủy thành phố Hà Nội lên chủ tịch quốc hội, lên tổng bí thư đảng xuyên suốt bao nhiệm kỳ và lại thêm chức vị chủ tịch nước. Đứng đầu cả nước, tước phẩm, chức vụ là một ông vua thì sao có thể lại là lú? Ông vua lú mà cai trị đất nước sẽ phải đi về đâu và hậu quả tai hại dường nào? Lịch sử dân tộc, đất nước Việt Nam cũng đã từng có những vị vua tồi tệ vì theo lề thói phong kiến, cha truyền con nối đã phải có những vị vua thất tướng, bất tài, cả dã man tàn bạo như Lê Long Đĩnh chẳng hạn. Và cũng từ đó đưa đến triều đại nhà Lê phải sụp đổ, tiêu vong, chứ chưa nói đến ông vua mà bị lú như Nguyễn Phú Trọng. Xin trở lại vấn đề, tôi không tin ông lú và đôi lúc cũng thấy phục ông cái tài bình chân như vậy. Bất kể ai nói gì, giả cầm giả điếc, đường ta cứ đi, ý ta cứ làm, bất cần thiên hạ. Ông phát ngôn thì bổ bả, nhiều khi nói mà không biết ông nói cái gì và tại sao lại nói. Như là nếu tranh chấp nghĩa là chống tàu, liệu ta có được bình yên mà ngồi thảo luận như thế này không? Trong một lần họp đảng trước sự lộng hành xâm chiếm biển đảo của tàu cộng, đại để là vậy. Và nhìn chung đất nước ta có bao giờ có được tốt đẹp như hôm nay? Giữa khi một đất nước về mọi mặt đều là vô cùng tệ hại thì nói như vậy có phải là lú, là lẫn không, mà theo như thời này gọi là có bệnh tâm thần hoang tưởng. Tôi vẫn chưa dám tin ông Nguyễn Phú Trọng lú vì ông xuất thân là khoa bảng cỡ tiến sĩ gì gì đó, là tổng bí thư của một đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tài tình, bách chiến bách thắng. Bây giờ còn là hoàng đế, một kẻ đang nắm tối cao quyền lực, một kẻ trị vì. Nhưng mà xin được nhấn mạnh và viết hoa chữ nhưng mà ta phải xem xét và tìm hiểu. Ông trầm ngâm nói năng chững chạc chứ không bốc đồng như Phúc Điễn, cũng không đỏm dáng mất duyên như Kim Ngân. Ông nói năng từ tốn, trong cái từ tốn ẩn chứa thâm độc, thâm sâu, chứng tỏ rằng ông là một tay kỳ tài, bá đạo, bạo tàn, đáng sợ như Hồ Chí Minh khi xưa. Phục ông là ở chỗ đó. Nhưng trước tình hình đất nước, kẻ bàn dân này có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà cũng như bao nhiêu người khác phải chú ý đến ông. Trước lúc nguy nan của dân tộc, trước lúc dầu sôi lửa bỏng, nước mất nhà tan, ông đã làm gì? Giặc tàu Trung Cộng tràn lan, giặc tàu xâm chiếm, xâm lấn, bọn tàu cộng đang trên đà chiếm lĩnh thôn tính đất nước Việt Nam thì chính ông vẫn bình chân như vậy. Chính ông không có một lời lên án phản kháng tàu cộng xâm chiếm lãnh hải, tài nguyên, lãnh thổ, đất đai, cũng như chết giết chóc dân chúng, tàn hại dân tộc. Ông lại quan tâm lo cho đảng riêng ông, đảng đang rời rạc, đảng đến lúc suy vong, chỉ quyết lòng lo củng cố xây dựng đảng để tiếp tục độc quyền thống trị, đưa đất nước dân tộc làm nô lệ ngoại bang. Ông lại sum xê ca tụng và còn có thái độ cung kính thần phục, quỳ lụy giặc tàu, kẻ đang dắp tâm cướp nước. Ông dùng chiêu thức đốt lò thật sự không phải là để đốt bọn ô lại tham quan nhũng loạn, chứng trị những kẻ làm suy vong tàn hại đất nước, để cho đất nước yên bình phát triển, cho dân tộc hạnh phúc ấm no như ông nói, và mà mục đích là thanh tẩy những ai không chịu theo ông đốt lò, là để củng cố quyền lực vững bền để tiếp tục làm tay sai cho giặc. Ông không bao giờ có một lời, một hành động, cử chỉ dù nhỏ nhặt tỏ ý thương dân, lo cho dân. Từng đám người dân oan bị đảng của ông cướp đoạt mọi thứ, khốn khổ lang bạt khắp cùng đất nước, có bao giờ được ông quan tâm chú ý, đèn trời soi dọi, xét xử công minh? Nhà máy Formosa xả thải chất độc,
dân tình đói khổ chết chóc. Ông đi thăm thú, tham quan vẫn câm miệng, không nói một nửa lời, lại thản nhiên nhận cúp băng vàng từ kẻ gây nên tội ác. Ngư dân đánh bắt cá biển khơi bị giặc tàu bắt bớ giết hại từ bao năm, ông không có một lời xót thương can thiệp. Trong khi đó thì tươi cười hì hả với giặc, rước giặc vào nhà, tàn hại dân chúng. Đã bao nhiêu lần nhân danh là vua một nước, ông sang tàu quỵ lụy cúi lòn, ký bao nhiêu là mật ước, hiệp ước, hợp tác, hợp đồng cho tàu cộng, bằng mọi hình thức đầu độc giết dần dân tộc Việt Nam. Những việc ông đã làm chưa bao giờ gọi là ích nước lợi dân, mà trái lại hại dân mất nước. Thì như vậy ông là ai? Qua thời gian bao năm từ khi ông tiến bước dần dần lên đài vinh quang danh vọng, rồi nắm lấy quyền uy nhất nước, không thấy ông làm gì có lợi cho dân, cho nước, mà chỉ là lợi cho giặc. Nói đúng hơn là rước giặc vào nhà. Người dân cho ông là tên phản quốc. Vậy xin thử hỏi, ông là người Tàu hay dòng giống Việt Nam? Qua bao lần vận nước khó khăn, ông mai danh ẩn tích, cũng như vừa qua, qua cơn bệnh thập tử nhân sinh, ông mất dạng biệt tăm lo đi trị bệnh. Rồi ông trở lại, ông xuất hiện, bộ dạng khác thường, nói năng khác lạ, người ta bảo ông là Nguyễn Phú Trọng giả. Vậy, thật sự, ông là giả hay là thật? Ông có phải là một tên do Tàu Cộng sắp đặt dựng lên hay để làm tàn hại đất nước, dân tộc, đưa dân tộc lệ thuộc và làm nô lệ cho giặc Tàu? Có thật thế không? Qua cung cách và hành xử của ông trong từng thời điểm, người ta cho ông là một tên vong bản, một tên bán nước cầu vinh. Điều này rất có thể đáng tin. Tôi chưa bao giờ tin ông là lú, nhưng vẫn tin rằng ông là tay gian manh, đáo để, lọc lõi, khôn khéo, nhưng nguy hiểm khôn lường. Ông chỉ biết nghĩ đến địa vị, lợi quyền, sẵn sàng làm tôi mọi cho ngoại bang, Tàu Cộng, bán rẻ tổ quốc Giang Sơn. Ông là tội đồ dân tộc, Nguyễn Phú Trọng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình tiếp theo được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.